Thưa quý vị, nông dân thành phố Cần Thơ đang bước vào thời điểm thu hoạch rộ các loại cây ăn trái, trong đó có sầu riêng. Trong khi nhiều loại cây ăn trái đều có xu hướng giảm giá mạnh trong thời điểm thu hoạch rộ này, thì đối với sầu riêng là loại cây ăn trái giữ được giá ở mức cao do tình hình xuất khẩu thuận lợi. Sầu riêng Ri 6 giống sầu riêng được trồng phổ biến ở Cần Thơ hiện tại đang được thương lái và các doanh nghiệp vào tận vườn mua xô với giá trên dưới 50.000 đồng một ký. Riêng sầu riêng Mọn Thon có giá bán trên dưới 77.000 đồng một ký. Ngoài được giá, nông dân trồng sầu riêng ở Cần Thơ năm nay còn trúng mùa với năng suất bình quân đạt khoảng 17 đến 18 tấn một hecta, cao hơn năm trước từ 1 đến 2 tấn một hecta. Do trúng mùa và bán được giá cao nên trong vụ này nhiều hộ nông dân thu hoạch sầu riêng có mức thu nhập từ vài trăm triệu đồng cho đến vài tỷ đồng, trong đó tập trung nhiều nhất ở các địa phương như huyện Phong Điền, huyện Thới Lai và quận Ô Môn. Để hỗ trợ cho các nhà vườn trồng cây sầu riêng được xuất khẩu thuận lợi, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã tiếp tục hướng dẫn các quy trình kỹ thuật trong việc trồng và chăm sóc sầu riêng đạt hiệu quả chất lượng. Bên cạnh tăng cường cấp mã số vùng trồng cho các khu vực, hợp tác xã nông nghiệp đã được quy hoạch trồng chuyên canh sầu riêng, cũng góp phần giữ được giá trị cao cho trái sầu riêng Cần Thơ tiếp tục là vua của các loại cây ăn trái.